bốn thí sinh xuất sắc nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 cùng nhau bước vào trận thi đấu cuối cùng để tìm ra chủ nhân của vòng nguyệt quế xanh giá. Hồi hộp, kịch tính, thăng hoa, cảm xúc. Đó xem chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 truyền hình trực tiếp 8:30 ngày 14 tháng 11 trên kênh VTV3. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trong 60 giây, 17 câu hỏi tất cả. Nguyễn Hoàng Khánh, trung học phổ thông Bạch Đằng, Quảng Ninh, ông vua tốc độ, trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây, nhất quý 1 với 375 điểm. Theo lời bác, chúc mừng Việt Thái. Một điệu bộ đầy tự tin. Nguyễn Việt Thái, trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, siêu tự tin, giàu kinh nghiệm, nhất quý 2 với 295 điểm. Chính xác. Sinh ra để phá mọi kỷ lục, đó là Nguyễn Thiện Hải An, trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, nhất quý 3 với 325 điểm. Liều ăn nhiều. Đã liều ăn nhiều rồi, xin chúc mừng Duy Anh. Táo bạo, đột phá, sẵn sàng bùng nổ ở những thời khắc quyết định. Đó là Nguyễn Đình Duy Anh, trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Nghệ An, nhà vô địch quý 4 với 250 điểm. Xin mời quý vị khán giả tham gia dự đoán thí sinh vô địch bằng cách nhắn tin theo cú pháp ONPA cách X gửi 8069. Trong đó X là mã số thí sinh theo thứ tự nhất quý. Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong số khán giả dự đoán đúng để trao một phần quà trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải. Trận đấu đỉnh nhất của năm, ngôi vị quán quân sẽ gọi tên ai? Ngay bây giờ, xin mời quý vị khán giả theo dõi cuộc đấu trí hấp dẫn này.